Nghe hàng về tiếp cho bác rồi nhá. iPhone này về rất là nhiều, em vừa xếp tiếp rồi. Về đủ cho bác. Tối nay bác làm một đấu giá thì vào lên kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ bác nhá. Ở clip này em xem nào. Nên cho các bác một em gì đây? Nokia 8800. Còn zin nguyên bản. Rất nhiều cái bên này. Có những cái lớp nỉ phía sau nó này. Con này là màu cà phê, màu cà phê ạ. Nó gần như là mới, nó phải 97-98%, 99%. Con này mà nó một gói hộp nữa thì thôi rồi. Em Tuấn khởi động máy lên cho bác nhé. Thôi máy đã khởi động đi, lại đi tắt máy. Huyền thoại ạ. Đi theo năm tháng, những chiếc Nokia 8800 này một thời chỉ đi theo các bác dưới nhà giàu. Nó chỉ có dưới nhiều tiền mới mua được nó, những dòng này mới lại vừa tu. Những con cách kể cả bây giờ cũng chả phải cách, những con nó tầm nó xấu xấu bẩn bẩn nó 7-8 triệu đến hơn chục triệu rồi. Chứ không phải là những con như thế này các bạn. Các nhìn thấy em sẽ quay chậm cho bác nhìn, không có một vết xước luôn. Dòng này thì là cái màu nó bền màu bác, bền màu sạch. Đấy, số series của nó đây bác. Em giới thiệu cho bác là em đây là em Nokia 8800E. Chú ý của em nhá, bản 8800E đấy. Con màu gold, con màu đồng này. Nhập số lượng con này đấy, em 8 9 con này, đây, 9 con thứ 9 này đấy. Đấy. 8800E bác nhá. Đây bác nhìn này. Con này là con Nokia 8800E, mạ vàng 24K. Bản Arte. Đặc biệt là con này cũng xếp vào dòng limited, bản giới hạn. Số thứ tự của nó là 1600 trên 2000 con. Con này xếp số thứ tự là 1600 trên 2000 con. Luxury. Nokia 8800E. Con này mạ vàng 24K, vàng hồng. Bản limited nhé. Có limited hết được nhé. Số thứ tự là 1600 trên 2000 con. Những con này thì nó chỉ có sản xuất ra, nó chỉ có giới hạn số lượng thôi chứ không có hơn. Đấy, các bác có thể đến tại cửa hàng em Tuấn nha. Tại nhà em Tuấn các bác để xem. Giá em nói trên cửa hàng của em là 18 triệu. 18 triệu Nokia 8800E. Màu vàng hồng. À, tất cả thân vỏ là màu nâu cà phê. Nâu cà phê. Vỏ này ra đà điểu. Màu cà phê luôn. À, thuộc màu cà phê ạ. Đấy bác nhìn nhé. Da thuộc. Chưa dùng một lần nào bác nhé. Nếu mà da này đã được dùng thì nó sẽ mất cái độ lì nhỉ. Để nó chi tiết từng mm luôn cho bác ạ. Chiếc điện thoại mới thì gần như là 98-99% luôn. Chiếc Nokia 8800 đấy, màu cà phê. Họ làm màu cà phê, cả cái viền xung quanh này nó cũng theo màu cà phê luôn. Cả viền xung quanh này màu cà phê. Mình bàn phím cũng cà phê. Những con này các bác các chú các anh mua biếu tặng thì thôi rồi. Tầm tuổi các chú các bác các anh thích lắm. Nhìn những con này phải nói luôn là kết lắm. Cực kỳ kết luôn ý. Quá kết luôn ý.
Loa kêu to sóng khỏe. Có một số bác bảo ơ nghe gọi là được, tất cả dòng này đều bản 3G 4G hết bác ạ, đều là bản 3G 4G hết bác nhé. Có nhiều bác không nắm được chương trình là tháng 9 này, tháng 9 này là thông tin họ đã dừng dừng phát 2G, mạng 2G, nhà mạng 2G đấy. Có một số bác bảo ông mua con này thì nghe được, các bác có dùng cả đời các bác nhé, dòng này là 3 4G hết rồi, ok chưa, các bác dùng thoải mái luôn. Nhìn nó nhìn chưa, rồi anh Tuấn chỉ lướt qua cho bác máy ra tất cả tình trạng máy bao zin để đối hết. Các bác có thể đặt đặt máy em Tuấn ship đến tận nhà cho bác kiểm tra máy thoải mái nhé, máy ok zin thì chuyển tiền nốt cho bên ship hàng. Máy này em có thể giao ship hàng đến tận nơi cho bác luôn ạ, ship hàng tận nơi cho bác nhé, cho các bác kiểm tra máy xem máy xịn hay máy zin, nói không với hàng linh tinh bác nha, không với các hàng nhái hàng phách đâu nha, hàng xịn đấy. Chứ còn cái loại hàng nhái, cái loại này có mấy trăm nghìn, hơn triệu hàng rồi. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại nằm ở trên tấm biển đấy ạ, nên số điện thoại trên đẻ Zalo cũng là số đấy luôn, Zalo, YouTube, Facebook, TikTok, YouTube đều là số đấy. Bác chỉ cần gõ số điện thoại này vào YouTube hoặc Zalo, Facebook đều ra hết. Trang em Tuấn giới thiệu những sản phẩm này nha bác nhá. Đây này, đây là bản Nokia bác em giới thiệu lại nhé bác nhá. Nhìn này, đây là chiếc điện thoại Nokia 8800E được mạ vàng 24K vàng hồng. Bản này là bản Gold Limited, bản này là bản Gold Limited là có nghĩa là bản giới hạn. Dòng này đời, những dòng này chỉ sản xuất có 2.000 con thôi. Con điện thoại em đang cầm trên tay là số thứ tự là 1600 1600, luxury luôn. Tất cả con này là màu cà phê vàng, vàng phải pha với màu cà phê, đây là màu cà phê và màu vàng. Mức giá trừ hàng em là 18 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961, số điện thoại đấy hoặc số Zalo. Số điện thoại hoặc số Zalo. Đấy. Ok chưa? Các bác cứ theo dõi kênh của em còn nhiều sản phẩm lắm. Bác nào mà có thời gian thì có thể lên tận nhà em cho nó thoải mái. Hẹn các bác clip sau đi.